chúng ta đang được gặp gỡ năm người mẫu Duy Linh. Sư mẫu tài năng 2012 Ân Khoa và sư mẫu Kim Tuyền. Và bây giờ là phần xuất hiện của giải vàng siêu mẫu Việt Nam 2012 Thủ Long. Giải vàng siêu mẫu Việt Nam 2011 Vũ Mạnh Hiệp. Người mẫu Thiên Sơn. Người mẫu Thành Nhân. Người mẫu Đỗ Mạnh Hùng. Người mẫu Thiện Chí. Người mẫu Gia Vịnh.
người mẫu Thiện Chí, nam người mẫu Tuấn Vũ. Mẫu Hoàng Mạnh Cường. Một tràng pháo tay cho các người mẫu thuộc câu lạc bộ thời trang thanh niên.